Vâng, Cường Đô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip thông báo hàng về phụ bác anh em. Thì như các bác biết thì bây giờ nó cũng là những ngày cận kề, những ngày Tết rồi. Nên số lượng hàng về bên chúng mình là cực kỳ khủng. Và báo cáo bác là và có rất đa dạng các mẫu mã phụ bác anh em. Thì đa số trong mấy ngày vừa qua thì bên em review chi tiết đến sản phẩm hàng bãi về. Thì trong ngày hôm nay lại tiếp tục một full các sản phẩm của PS Auto. Thì nói sản phẩm PS thì bên em bán full mã của hàng PS các bác nhé. Và hiện tại bên em nói về các dòng đẩy hay dòng vang thì bên em bán rất nhiều mã từ sản phẩm của PS, DB, TD, AP và Ly. Và dòng PS thì em đánh giá cao nhất của nó chính là đầu tiên là mẫu đẩy đầu tiên đánh giá cực kỳ chất lượng. Có thể nó là một mẫu đẩy thứ nhất giá tầm tiền và chất lượng hàng đầu mà em đánh giá cực kỳ cao đối với dòng đẩy PS này luôn. Những bác nào đã biết và những bác nào đã mua và những bác nào không phải riêng thì kênh em mua ở kênh khác vậy thì em khẳng định con đẩy PS này cực kỳ chất lượng không nhá cho anh em. Thì hôm nay về full CD 3 phiên bản gồm PS TD 650 nguyên đai nguyên ghim, PS TD 1100 và PS 850 dòng 2 kênh và dòng 4 kênh của PS em cũng luôn sẵn hàng. Và tiện ngày hôm nay thì về thêm cả xúc điện nữa, số lượng em nhập mấy chục quả nhưng về hãng không đủ, em chuyển cho em Hiếu Minh trước 10 quả. Và số lượng hàng về thì sẽ có số lượng hàng đi. Như vậy thì mỗi lần hàng về bên em nhập số lượng rất là khủng từ những phẩm vang cũng vậy. Riêng mẫu vang và hôm nay tiện đây em review cho anh em, ngoài mức giá tốt đối với sản phẩm đẩy của PS và sub PS ra thì em có một mẫu vang mới của hãng, cũng là mẫu cao cấp nhất của hãng PS Auto. Đây là mẫu vang cơ cao cấp nhất nhá. Vang cơ nó hiển thị và tính năng nó tương đương một con vang số thông thường. Thứ nhất là sử dụng rất nhiều cần EQ này, có thể em. Và thứ hai ở đây nó em thấy là đây là phiên bản của này nó trong tầm tiền mà nó hay từ chống hú này. IR, con này có điều khiển bác nhá. Thấy bác này, điều khiển này. Đấy. Ai thấy đúng không? Điều khiển này vào một cái tô lô vít. Để bác chỉnh nhá. Những bác nào mới chơi hoặc những bác nào mới sử dụng thì đây là mẫu vang có thể nói là sẽ cho bác dễ làm chủ. Về tính năng thì rất nhiều tính năng từ Bluetooth, cổng quang, reverb, echo đầy đủ. Đấy. Ngoài ra có thêm cả cổng USB nữa anh em nhá. Và ngoài nữa có thêm một cái tính năng nữa mà các trên các con vang cơ lai số hay những vang cơ cao cấp đều có, đó là tính năng lưng tiếng Accenter. Đó, bác ơi thấy. Thì hiện tại đối với sản phẩm PS này thì đối dòng này thì cũng là mới ra, cũng như là em đã kiểm âm cũng như là đã thử về chất âm có thể đánh giá rất là cao, cũng như là với hai phiên bản màu là màu trắng và màu đen để cho bác lựa chọn đúng không nhá. Đây phiên bản màu đen, đằng trước nào có một cái tấm giấy dán bác nhá, tấm dán để chống xước này. Đấy. Và ba cái lúm của nó là lúm lớn bằng nhôm, cực kỳ xịn sò luôn. Ở đây có thể định hình được rất dễ tinh chỉnh, thứ nhất là phần music này, phần mix này. Đây là tất cả các cần EQ của phần mix và tất cả cần EQ của phần music. Khi bác nhìn thế này thì nó sẽ đỡ bị lẫn lộn các bác nhá. Đây bên trên này cả một tất cả cần EQ nó giải bao nhiêu giải. Những con vang cơ cao cấp này thì nó sẽ và chia giải nó chi tiết hơn, nhiều cần hơn so với sản phẩm vang cơ thông thường. Đó. Và thiết kế hai cổng mic đằng phía trước cực kỳ tiện lợi. Và ở đây các bác thấy là có tính năng mode gọi bằng tay và mode gọi bằng điều khiển các nhá. Mode bằng tay và mode gọi bằng điều khiển cực kỳ tiện lợi, và nút tăng giảm này, âm lượng này, dừng này. Đấy. Nghĩa là em thấy là cái về cơ học cũng như về các tính năng con này thì thấy nó dễ hiểu hơn so với các con vang cơ khác của một số hãng khác. Vì nó rất thông số rất là rõ ràng đó. Phía sau thì bác có thể thấy ở đây đằng sau nó sẽ có một cổng quang nhá, cổng quang này và một cổng Bluetooth bác nhá, Bluetooth đấy. Tất cả các chân đằng sau, chân nó mạ, anh em hay nói hoa mỹ tí gọi là mạ vàng, nhưng thực tế nó là bằng đồng đã là tốt lắm rồi chứ lấy đâu vàng đó. Và tất cả các phía sau cũng bằng các lúm hạn chế tín hiệu đầu ra. Đằng trước các bạn lưu ý, tất cả âm lượng đằng trước nó là gain tín hiệu vào. Còn đây là gain tín hiệu ra, các bạn nhé, từ phe quy này, từ mic vô này, music này. Ở trên các con vang cơ khác trên thị trường ấy thì các cái cần tín hiệu ra này, cái gain ngưỡng tín hiệu ra này thì nó sẽ tách biệt, là ví dụ như là ở cổng này, ví dụ như cỡ ở cổng tín hiệu ra của nhạc thì nó sẽ cạnh đó sẽ có một cái nút EQ của mic của music vô, thì đây nó sẽ gom tất cả đây để có dễ tưởng tượng là đây tín hiệu ra, gain đầu ra của music này, gain đầu ra của mic này, gain đầu ra của sub này, bass vol này, đây là cái phe quy các tần số anh nhá. Nghĩa là gom lại một chỗ để các bác đỡ bị nhầm lẫn và cái đó dễ tinh chỉnh hơn.
Đó, một cái đặc điểm mà em thấy đánh giá rất là cao. Và có hai phiên bản màu, mặt màu đen và phiên bản màu trắng các bác nhá. Và cái điều quan trọng là đây là sản phẩm chính hãng, chính ngạch, nhập khẩu COCQ đàng hoàng. Như vậy thì từ những đầu năm 2021 là hầu như các hãng đã nhập khẩu chính hãng chính ngạch rồi. Và cái điều quan trọng nữa là cái sản phẩm luôn được cải biên và luôn được nâng cấp và được bảo hành dài. Và đối với sản phẩm của PS Auto thì được bên Hiếu Minh chính sách bảo hành đến 2 năm các nhá. Chính sách này sẽ áp dụng dài hơn tất cả những các đơn vị khác, thường sẽ bảo hành 1 năm. Còn bên đơn vị Hiếu Minh bảo hành 2 năm cho anh em với chính sách hậu thuẫn cho bởi nhà hãng. Đây chỉ một phần của hàng về thôi. Còn bên PS thì em bán rất nhiều, như từ lưng này, từ vang này, từ đẩy 4 kênh này, từ mic nữa. Mấy hôm nay là mic bên hãng hết, cho em chưa nhập mic được. Ngoài ra thì em có về thêm được mẫu PS SV20 cực kỳ chất lượng. Đây là mẫu vang cơ có đi vợt mà em đánh giá rất là cao, độ bền cao, ổn định cao và giá thành hợp lý. Kể cả giá thành cho những bác nào đang chơi và giá thành cho những anh em thợ về lắp sâu, hoặc có thể là về thợ có thể lắp ráp cho các bác của anh em với những combo dàn ở phân khúc bình dân. Và ở đây là em muốn giờ tiện báo cả giá hàng về cũng như là review cho anh em một phân khúc vang cơ cao cấp. Thực ra đây nó là vang cơ lai số thì chính xác hơn, vì nó gọi mốt từ chống hú này, các điều khiển này, từ các cần EQ nó nhiều chi tiết như một con vang số ở phân khúc khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu. Mà đây bác có bỏ ra giá tiền nó chỉ đâu đó gần 3 triệu đồng, bác sử dụng cho mình con vang cơ cực kỳ cao cấp của Pedalo nhé, KX9 Plus có nhá, phiên bản mới nhất 2022 phụ bác anh em. Đấy, tổng quan hôm nay thông báo hàng về, một clip review hàng về. Đây điều khiển của nó bác nhá. Ở đây thì hãng PS như em thấy đợt này rất là trâu chuốt, đặc biệt từ các cái linh phụ kiện, đó là từ cái điều khiển đó bác nhìn này, điều khiển của PS thôi. Còn các hãng khác thường là cái điều khiển họ mua rời ngoài. Đấy, người ta gọi là tính chuyên nghiệp đấy ạ. Và đây có thể là một đứa con tinh thần mà em đánh giá là rất là cao để phục vụ bác dịp Tết này. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé, qua hai số điện thoại hotline đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 48B Cư Xá Ba Điểm Quốc lộ 22 Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây ở kho này em chưa tìm được cái biển mới, cái biển cũ này em ghi tạm đây. Như biết thì tại đơn vị em có hai cơ sở, là cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông, và cơ sở 2 là ở trong miền Nam là 48B Cư Xá Ba Điểm Quốc lộ 22 Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chiều với bến xe An Sương, cách bến xe An Sương chỉ 500m thôi bác nhá. Hoặc bác liên hệ em qua sửa online đây để em có ship code CD tận nơi. Những con vang này là những con vang cơ, các bác chỉ đặt hàng em giao hàng tận nơi, các bác nhận hàng trải nghiệm chất âm và thanh toán bác nhá, chứ không phải đặt cọc cạch gì cả. Đặt cọc chỉ có những các bác mua con đẩy hay là con súp nó đồ nặng quá cọc thôi. Còn đối với những con vang này, về chất lượng đã khẳng định em chính là người thử nghiệm cho các bác. Cái quan trọng là cùng cái mã sản phẩm này em bán giá êm cho các bác và anh em để cho các trải nghiệm. Dù các bác ở trong Nam hay ngoài Bắc thì đều được mua giá như nhau. Đó là những gì mà em nhấn mạnh. Đối với hàng bãi có thể xê nhau một vài trăm ngàn đồng, nhưng đối với hàng mới là em bán giá bằng như ngoài Bắc luôn. Đó, để các bác có nhu cầu trải nghiệm thì liên hệ đơn vị em nhé. Và clip của Hiếu Minh đến đây là kết thúc. Cảm ơn bác xem ủng hộ video của Hiếu Minh. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.